Nó đã Rồi bị sao? dính thuốc mê của mình trong một tiếng rồi. Một Trong thời gian tiếng này mình có thể bắt nó tới chỗ mình giam giữ tôi kia rồi. Trời ơi, nó dụ Đúng rồi, rồi ông con. nội ơi. Trong vô này là mình bắt ai rồi? Mình bắt Mr. Dịch nè, anh Thôi, Nấm nè, Tay Do trời, nè, Lucy anh nè, Nam. Jimmy nè. Còn hai ta, mình biết rồi. Tiếp theo chắc là mình sẽ bắt cái thằng tóc hồng đi nha cho bí. Chết mẹ tôi rồi. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hiha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mini game mới của mình. Và nếu các bạn thích video này của mình, nhớ để cho mình một like, một share để ủng hộ video của mình. Và nhớ đăng ký channel của Simmy cũng như là... Ủa đâu rồi? Kairon. Đúng rồi. Kairon. Hoặc là... Ok nha các bạn. Và kích cả cái hình viên team Dango cũng như là... Trời ơi, vậy? Hai tụi mày bị điên rồi, tự nhiên đứng ngoài đây tự kỷ vậy. Hai con điên. Đúng rồi, nó chạy ra. Chạy ra. Ok, bây giờ thì mình sẽ vậy đâu thôi, let's go. Ok các bạn ơi, mình vừa quay trở lại đây. Mình đang đứng ở trên cái khu mà hồ bơi của Nấm xây trên cái chung cư nè. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để mình kiếm ai đó mình đi chơi coi, chứ trên đây hoài cũng chán. Mình bữa mình đúng rồi, hôm bữa mình vừa bị con quái vật nổ mất hết đồ mà bây giờ mình chỉ còn mấy cái đồ này thôi. Ăn gà, gà quá trời luôn. Xuống coi. Đù. Có mẹ Simi này nè mấy anh hai à. Ê. Ơi, cái đậu xanh lộn phòng. Ủa sao cái đường này của nó có thêm cục block gì này đây? Tụi nó xây gì này vậy? Vô đây coi coi. Quá wow, hấp dẫn. À thì ra tụi nó xây bậy bạ gì trong đây nè bạn ơi. Ui sao mà chạy nhanh vậy? À ăn cục gà này chạy siêu nhanh luôn. Rồi. Hello my friend. Quay gì vậy? What? Gì mở cửa gì mà gì má? Mất lịch sự vậy? Hello đi my mở friend. Cửa đi. Hết đường đi à. Chạy lẹ không? Đi mua nhà người ta. Ủa sao chạy nhanh vậy? Chạy lẹ không? Ê không, sao vào phòng người ta tự tiện đấy? Ăn cái gà đi, chỗ chạy siêu nhanh luôn ba. À, trời hay à, ăn cho, được cho em một cái luôn. Một cái thì đương nhiên rồi, sẽ cho hai cái. Rồi, ăn thử ơi. Nằm. Rồi chạy đi. Trời ơi, nhanh nhở. Chạy đúng lẹ luôn. Wow. Ủa, cái hôm bữa gà mà đi bắt con khủng long á. À, cái gà vậy? Ừ, trời. Nè, có cái này là hay hơn nữa, cái này là hồi máu. Thôi. Hồi máu, uống đi, hồi máu á. Mình mực ong à. Ừ. Wow, hay vậy. Vẫn chưa. Tàn độc thủ không đó. Trời ơi, trở nên chiến sĩ đi à. Sao tự nhiên toàn mấy đồ mà ăn vô toàn kiểu bồi bổ vậy? À. Đâu có đâu, hôm bữa đi đi xuống dưới chơi bạn ơi. Bữa xuống dưới thăm khủng long rồi. Trời ơi. Ông này Karen đâu không? Trời ơi, mấy người. Ừ, thấy bữa dạy nó không thấy Karen luôn nha. Từ nhau từ cái bữa mà bà lúc chạy xuất hiện á. Bây giờ Karen vẫn mất lòng rồi đó. Không lẽ là... nghe Nấm nói là Nấm gì? Núp chảnh gì bắt hát nít của Karen hay gì á? Hát Karen. Sao hát được đó? Sao hát được? Không lẽ là đĩa bát hả? Bà không chết nha, bà còn bắt Lucy làm nô lệ luôn á. Giờ Lucy đâu? Lucy biết là nô lệ núp chảnh rồi á. Bị bắt rồi hả? Lucy đâu? Bị bắt luôn rồi. Ở Nấm đâu? Ở em có chậm. Em có chừng, em tôi nói nha, có chừng nha. Bạn có chừng mà bạn mà nước chảnh thông như ông là cũng chết luôn á. Cái tên Kairon TV kìa, là Kairon hay là nước chảnh? Nó nước chảnh nó có chừng nha. Với bạn ở chạy tới đây rồi à, xong kìa, rồi. Dạ, hồi xong. Đều trông trọng người đi lắm. Đi rồi bà ơi. Ủa. Dạ trong bơi dạo này không thấy ai vậy ta? Bắt hết mẹ, giờ còn ai đâu. Nó bắt hết rồi hả? Không bằng ai rồi. Nó bắt làm nô lệ hết luôn. Để mình đi kiếm cái đậu xanh. Hôm nay mà bắt Lucy làm nô lệ à, còn mấy người kia chưa hon. Ôi, đậu xanh kìa. Được để mà bắt mình biến thành nô lệ là chết luôn á. Hình như mình nghe ai vậy ta? Này. Chị mày. Rồi xong rồi xong. Bữa giờ nè. Nó nghe. Chị mày. Đừng có để lỗi cho bạn. Giờ chị nó nghe nè. Bây giờ cưng có muốn biết tung tích của đàn cây non không? Ủa, à nhưng mà còn Lucy nữa, bây giờ cô có cây non Lucy ở đâu, bây giờ cô đưa Lucy. Thôi, cái cây non bị bắt rồi. Thế bây giờ cô nè. Đúng ghê luôn bà ơi. Chị nói mày nghe nè, bây giờ mày ăn cái này vô, là sao lát tao sẽ dẫn mày tới chỗ của con Lucy với đàn cây non.
lâu thầy. Đây là mía mà sợ. Đây là muối. Đây là muối. Uống lại ăn lộn, ăn lại ở đây. Lại đi con điên. Trời ơi, giữa mà giờ xấu mà giặt. Lại đi mày. Láo thế là. Nhầm. Láo luôn chứ. Rồi xong. Rồi rồi. Ui. Rồi Sumi bị rồi rồi hút mê, bị đánh hút mê. Bây giờ nó đã bị sao? Dính thuốc mê của mình trong một tiếng rồi. Trong một tiếng này mình có thể bắt nó tới chỗ mình giao chữa từ tiếng rồi. Trời ơi, nó dụ rồi. Ông nội ơi, trong vô này là mình bắt ai rồi? Mình bắt Mr. Dịch nè, anh Nắm nè, cây do nè, Lucy nè, Sumi nè. Còn hai ta, à mình biết rồi. Tiếp theo chắc là mình sẽ bắt cái thằng tóc hồng nha cho bí. Chết mẹ tôi rồi. Té rồi, té rồi, té rồi. Bắt tôi luôn kìa. Bây giờ nè, ngươi hãy chịu hỏi con Chocobo ra đi. Chocobo của ngươi đâu? Dạ, thưa cô chủ, đây Chocobo của cô đây. Rồi, xuống. Đó, đó, lên. Chờ, chờ, đúng rồi. Láo vậy. Ủa? Núp. Ê, giống vui rồi bạn ơi. Không vui rồi bạn ơi. Ở trong nhà này không? Thằng cây ngon bị bắt rồi. Ừ, không sao đâu. Ê, đi nè. Rồi, xin mi đâu? Cứu tôi. Đây, tôi. Nè, từ đây, từ đây, từ đây, từ đây. Xong, rồi. Xong. Ừ, thôi. Ôi, bởi vậy, người ta nói sắc đẹp của chị là nhớ cô ai cũng dính hết á. Trời ơi. Ôi, để coi. Để coi, chung cư bây giờ không còn ai. Trời ơi, mục đích của mình là xâm chiếm luôn cái thế giới mini world mà. Trời ơi. Đây, đây rồi. Đây nè. Lộ. Trời ơi, để coi rồi, cái thế giới gì đó nó vắng gì đâu má ơi. Thôi, đúng rồi, đi ngay qua trường học. Sao đứng đây rồi vậy? Đào đấy qua cái trường học rồi. Ừ, chạy. Trời ơi, trường học không có ai đâu. Chạy về chung cư. Giờ mình phải chở cái con này tới cái chỗ mà giam giữ mới được. Đi đây. Giam giữ đâu vậy? Để một chút. À, nó giam giữ mình cũng đang muốn tìm lại cái khu giam giữ của nó bạn ơi. Để rồi được rồi. Một chút mình sẽ hóa trang. Mình sẽ hóa trang thành một anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. Mình sẽ bắt đầu đi vô. Bắt đầu mình sẽ đi theo vô kia giả bộ mình làm nô lệ của bả. Được rồi. Ở đâu rồi? Ở đâu mất tiêu rồi? À đây. Ủa không phải. Ủa bả đi mất tiêu rồi bạn ơi. Chu cha mạ ơi. Mất tiêu rồi, thôi không được rồi, bây giờ mình phải đi lên nhà của mình thôi. Ok, thì mình sẽ thay đổi skin thành một anh chàng đẹp trai rồi mình sẽ bắt đầu quay trở lại nha các bạn. Ui, nó chở Simi đi đâu kìa. Ok, tôi thấy rồi. Để mình đi lên cái chỗ hồ bơi mình mới lo được không rồi không. Bả biết cái phòng của mình đi lên là chết tôi luôn đó mấy nay à. Cái đậu xanh. Con nếp chảnh này là không đến nào tên không biết được đón trước được nó đâu nên mình đi vô đây đi. Ok, núp lùm thôi. Đi núp lùm thôi. Sao mình vẫn cứ nghe có mùi người ở đây ta? Mùi người? Đờ héo là hình nhất. Như là nước chảnh. Để lên đây coi thử rồi. Thôi chết rồi. Hai anh em ta. Chết rồi. Hello, có ai không? Ôi chưa kịp đổ xì kìa. Để đi cho ngoài lên rồi. Lên đây coi. Bỏ mẹ ơi. Sao mình thấy dạo này khu này vắng ta mà mình vẫn chẳng thấy có ai đó ở đây à? Núp bên này chắc bạn thấy đâu. Đâu ra? Xuống. Chắc là do mình nghĩ nhiều quá rồi. Thôi đi xuống đi chở con Kimmy đi tiếp thôi. Trời ơi, núp chặt ơi. Sợ vãi. Núp bên này thôi. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra để mình thay cái skin mình. Anh chàng đẹp trai mình sẽ quay trở lại sau. Ok. A few moments later. Ok các bạn ơi, mình đã quay trở lại đây thì mình vừa thay một cái skin anh chàng đẹp trai, bạn thấy đẹp trai không? Trời ơi, nguyên một bộ đồ áo này là mấy tỷ luôn á bạn ơi. Với lại nó mình hình rất là đẹp trai rồi, bây giờ mình sẽ đi vô mình gạ con núp chảnh thôi rồi để coi nó có chỉ mình vô vô cái chỗ mà giấu mấy người kia không. Mày đi vô đây em coi. Trời ơi. Tao gạt mày. Trời ơi. Tao vô đây làm. Chửi láo đi. Ok, đi. Ok, mình sẽ chạy qua bên phía bên này. Chạy qua phía bên này để ok, mình sẽ hóa thành chàng hoàng tử các kiểu. Mình sẽ đứng vậy nè. Đó. Nhìn giống mấy ngầu không. La. Vô đây. Vô đâu trống vậy. La. Ôi, anh
anh ơi. La. Anh ơi. Này. Rồi, anh là chàng trai Bạc Liêu chốn nào vừa mới tới đây vậy? Anh là hoàng tử phía chân núi Dãy Đông. Ồ, hoàng tử hả? Đúng rồi. Ôi, đẹp trai hả? Đẹp trai mẹ. Hồng nè, ủa cái nhìn mặt anh mới tóc hồng nè, đeo mặt kính nè, trời vét nè. Đỏ nè, áo trai đen em. Nè, rồi gì đây quần trắng nè, trời ơi đỏ, đẹp trai, đẹp trai. Chết nổi là con này là con bạch mã của anh đó. Ồ, đẹp quá, trời đẹp quá. Trời, cho anh hỏi coi, đây là nơi nào đó? Thế giới này á có tên là thế giới mini world của nước chảnh, tức là của em đó. Trời ơi, em dễ thương quá vợ. Đúng rồi, sắc đẹp của em là nhớt, anh thấy không, em là nhớt. Trời thấy ơi em không? Ta cho em 13 viên kim cương nè. Trời ơi, người ta nói đâu người mà rộng lượng như vậy. Ở đây là em là đẹp trai, ở đây em là đẹp gái nhất luôn á, anh thấy không? Ăn gà không em, cho em con gà nè. Trời ơi, người gì đâu mà tốt, gì đâu, ăn miếng gà. Trời ơi, yêu em ghê vậy. Anh trời ơi, nhân tiện anh chưa có bạn gái, em không biết em có bằng lòng làm bạn gái của anh không. Trời ơi, được chứ, bình thường. Ở đây là ai mà yêu em á, người ta nói hạnh phúc lắm. Trời ơi, quý lắm nha. Bởi vậy yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lần. Yêu, anh yêu. Trời ơi, dễ thương vậy mà sao không yêu được. Đúng rồi, tất nhiên nha. Rồi. Đây là nhà ở đâu đây em? Ôi, anh ra đi ra đi anh ơi, đi ra. Đi ra, không được. Đi ra hả? Đi ra đi. Ở đây là không có được, đây là chỗ để chứa hàng, anh hiểu không? Chứa hàng gì, anh muốn biết. Trời ơi, không lẽ mình yêu nhau không để được biết em? Không, không được. Trời ơi, không biết rồi, trời vậy là em không yêu anh rồi. Anh buồn. Bây giờ anh đi ra chỗ khác đi, rồi để em dọn dẹp, rồi sau đó em cho anh coi nha. Ok, để em dọn dẹp chỗ này đó. Để phụ bạn ơi, làm gì á? Ôi, người nhỏ này đi ra đây coi. Trời ơi. Đi đây, nhỏ kìa. Đấy, mà... Trời ơi, nãy nói câu đó là muốn xỉu luôn á bạn ơi. Ui, lộ. Còn chocobo, ơi, không được kìa. Đấy còn chocobo kìa. Xỉu luôn. Đấy còn chocobo kìa. Cái gì? Giờ tao phải giải quyết. Trời ơi, chết cha, anh kia ngoài đây rồi. Con chocobo ngoài đây làm sao mà ra đây? À đây, được, hấp dẫn, lên. Rồi, đi xuống. Nó chơi nó bắt cóc con Jimmy luôn rồi, các bạn ơi. Ok, bây giờ mình phải đi giao con nhỏ này ra chỗ khác. Sau đó mới đi nói chuyện với anh đẹp trai kia được. Trời ơi, không ra được cái này. Ôi, không ra được cái này. Cái con quậy cái Jimmy này, mày làm cái con chocobo cái gì vậy? Đi ra đây coi. Ôi, ảnh đây rồi, đi ra, chạy lên. Đi ra. Như nó giấu chuẩn bị giấu chỗ Simi chung với mấy cái nhà tù của mấy người kia rồi bạn ơi. Giờ mình đi, mình sẽ chút mình gửi con thú của mình. Rồi đi xuống. Bắt đi lên đi xuống. Anh đi đâu ta? Ok. Đi giấu mình rồi. Đi giấu con mẹ Simi này lẹ mới được. Không là anh kịch trai ra anh phát hiện nữa. Đi theo. Ui đâu vậy bạn ơi? Trời ơi. Bây giờ tao phải chở mày qua Thái Lan con quỷ. Qua Thái Lan? Đời heo. Đi đây phải heo giỏi hoài luôn mày ơi. Ui phải heo giỏi thôi. Cái gì vậy? Chắc không biết đâu, kệ đi. Mình đi lên. Ok, đi thôi, tập đầu. Đi qua lại. Ui chết bà ơi, lọt xuống đây rồi. Ăn cá mày ơi. Ok, lên. Mình sẽ nhìn theo bản đồ. Ui da. Chết rồi, mình bị mất dấu rồi. Bây giờ chắc mình sẽ lần theo cái dấu mà trên bản đồ, mình sẽ đi lại thôi bạn ơi. Ok, mình sẽ quay trở lại khi mà mình sẽ đi tới nơi thôi. Let's go. Dạ. Ôi, trời. Thế thì rồi. Nghĩ là cái chỗ cái thằng sai từ tay ta sao? Nó cảnh. Hả? Cái gì? Nó cảnh kìa. Cái người lại. No. Chạy thôi. Chạy ơi. Đi cần